chúng chào quý cô bác anh chị nhé. Và mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Trung. Hiện tại là Trung đang trên đường lên nhánh Lùng. Sáng nay Trung cũng có nhận được một tin rất là vui cho gia đình nhánh Lùng. Có cô Tuyết ở Mỹ, cô đã có gửi cho Trung là 100 đô với nội dung là hỗ trợ gia đình nhánh Lùng để anh ấy có số tiền để mua thức ăn trong thời gian làm nhà. Nhờ anh em chuyển vật liệu, mua thịt với lại mua đồ. Gia đình nhánh Lùng thì trong thời gian vừa rồi gia đình cũng có tích góp được vài triệu. Nhà anh Lử ở trên bản Lùng Cáng vừa rồi làm nhà thì cũng vay gia đình nhánh Lùng, vừa rồi cũng đã trả rồi. Mà gia đình nhánh Lùng ấy thì vừa rồi nhờ 3 đến 4 lần mọi người ở trong bản cũng như là anh em chuyển vật liệu, mua thức ăn và mua đồ cũng hết sạch tiền rồi. Đấy, trong thời gian này chúng cũng trích cái số tiền 1 triệu của cô giấu tên ở Mỹ có gửi cho Trung. Mỗi lần chúng lên chúng mua cho gia đình nhánh Lùng là 1 cân thịt. Đấy, chúng có mua 2 lần rồi. Đấy lại chúng vừa rồi lên ăn cơm trưa đấy, chúng không có thịt, chúng lại mua trứng. Đấy, chúng mua lên cho gia đình nhánh Lùng. Đấy, chúng rất là thương gia đình anh. Anh Lùng rất là hiền lành, chịu khó. Trời hiện tại là đang mưa rất là to. Đấy, ở trên địa bàn Hà Giang là mưa từ chiều hôm qua cho đến bây giờ rồi. Đấy, con đường chúng chở vật liệu lên trên bản Lùng Cáng này. Đấy, nước lên rất là nhanh, nước rất là to. Nhà anh Báo thì cũng đang gọi cho chúng chở vật liệu rồi. Nhưng mà trời mưa như vậy thì chắc phải đợi đến 1 đến 2 tuần nữa. Đấy, khi nào trời tạnh, nước rút thì chúng mới có thể tiếp tục chở vật liệu lên trên bản Lùng Cáng cũng như là chở vật liệu cho anh Báo được. Đấy. Còn đổ ở đầu cầu này thì mọi người chuyển rất là xa. Trời đang sấm chớp này, đang mưa to. Đấy, hiện tại là chúng lên đến nhà anh Lùng rồi đây. Trời vẫn đang mưa rất là to. Nhà anh Lùng rồi. Xảy rất là nhanh. Chuẩn bị thu nóc rồi. Đấy. Mọi người đang chuyển cát lên đây. Đấy. Hôm qua chúng đổ một xe cát xây. Đấy. Em chào anh Lùng nhá. Chào anh Trung. Vâng. Chào anh Trung nhá. Ừ, anh chào em xin nhá. Vâng, ôi, trời mưa quá. Mưa quá. Bắt tay. Ừ. Bắt tay anh. Em chút. Ừ. Anh Lùng ơi, bắt tay anh Lùng chút nha. Ừ. Anh Lùng vất vả quá. Đã sang cái này lắp vào. Ừ. Đang chuyển đất ở bên ngoài kia vào à? Vâng. Đang chuyển nhưng mà mưa quá không biết. Trời mưa quá anh ạ. Vâng. Anh nghỉ một chút. Mưa này là chắc là mưa cả buổi chiều đấy. Nhà Lùng rất là đẹp này. Để ổ thoáng này. Anh chào em Su. Ngày hôm qua nghỉ à em? Hôm qua em đi giãn nợ. Đi giãn nợ à? Xây từng này là ở hai bên đầu này là được rồi nhà em nhỉ? Vâng, chuẩn bị thu nóc rồi đúng không? Mấy hôm nữa là em thu nóc bằng đây đi lên. Trời mưa quá, đi vào nhà đi. Anh Lùng ơi, đi vào nhà đi anh Lùng. Về mới xuống, mưa quá lại chê vào. Em chào anh nhé. Anh này là nhà ở tận đâu đấy? Em đồng hào ở trên Thâm Vân. À, nhà trên Quản Bạ à? Cát này chuyển lên hết chưa anh Lùng? Chuyển hết à? Ừ. Cái này nhà mấy anh em... Bây giờ xây là không tốn mấy rồi. Còn rất là nhiều cát này. Ít nữa là để láng lên. Đấy này
đông điểm mà đông cát đây này là không dám trộn lại thôi. Mưa đừng trộn bây giờ mưa này anh không biết xây đâu mới chở hết vào đây xong là mưa anh em nghỉ mưa. Em chào chị nhá. Chào anh Trung nhá. Ừ. Hai vợ chồng mà chị xuống giúp à? À, xuống giúp. Ừ, anh Lùng cũng mà anh em ở trên quán bạ nhiều nhỉ? Vâng. Ừ. Anh gì? Ừ, cháu chào chú. Chú cho cháu lại kẹo đây. Về đây nào. Ừ, mặn quá. Xe anh chưa hả? Ở trên quận bạ là anh chị là ở chỗ nào quận bạ? Ở trên Thanh Vân à? Xã Thanh Vân ở bên ngoài này anh nhỉ? Em cũng thi thoảng hay lên quận bạ mà. Em thì hay chở vật liệu lên trên đấy anh ạ. Vâng. Chưa được gặp nhau thì hôm nay mới gặp anh lần đầu tiên đấy. Lúc nào gặp nhau em biết. Thế hai vợ chồng anh chị là giúp cả buổi sáng nay rồi à? Hôm qua. À, từ hôm qua rồi à? Anh vừa về xong đến. À, lúc anh vừa chở vật liệu lên xong là hai vợ chồng anh chị này vừa xuống à? Ừ. Thằng nào chuyển vật liệu nhanh thế? Làm không, không ai giúp thì hổ rút mà mấy ngày không thì món mềm men vẫn còn nhiều thế. Đấy. Nấu luôn một buổi xong là để cả buổi chiều luôn nhỉ. Nấu một nồi thoải mái mà. Nhà chị còn có cả rau cải đấy à? Đang bằm dầu lợn này, dầu cải. Mùa này em cũng thấy ít dầu cải lắm chị ạ. Nhà chị khác trông à? Ừ. Anh Lung ơi, anh lấy đồ vào trong nhà đi này, bát các thứ này. Lấy về để ở đây này, để ở chỗ ngoài này này, để chỗ ngoài này cho nó đỡ ướt. Ừ. Quá đi lên xây được 1-2 xô vừa xong lại xuống giáo. Tạnh một lúc xong vừa lên giáo lại trời lại mưa. Trời nó cứ mưa ngắt quáng mà. Nhưng mà nếu mà tập này mưa ấy thì chắc là đến tối đấy. Mưa như này mưa mới lâu. Thời gian vừa rồi nắng lắm anh ạ. À. Ở trên quận bạ thì em không biết như nào mà ở dưới này nắng nóng lắm. Nóng mưa thì mưa cả ngày. Ừ, nắng ở dưới này vừa rồi nó phải nắng hơn một tuần. Mỗi ngày em sinh này làm với anh Lùng này sắp chịu không nổi hết này. 37-38 độ ấy, ngày nóng vậy nhỉ em sinh nhỉ. Ừ. Anh Lùng ơi, về đây em nhờ một chút. À, sáng nay ấy, em cũng có nhận được một tin rất là vui cho gia đình nhà anh. Em cũng có nhận được 100 đô của cô Tuyết ở bên Mỹ ấy, có gửi cho gia đình nhà anh. Đấy, với số tiền là 2.310.000. Đấy, mọi người à, thì tiền đô ấy thì gửi về Việt Nam có lúc thì lại xuống, có lúc thì lại lên, có lúc thì chúng chỉ nhận được là gần 2.300.000 thôi. Đấy, có lúc thì 2.300.000 và bây giờ thì lại lên hơn một chút là hôm nay chúng có nhận được là 2.310.000. Cô Tuyết ấy muốn giúp anh số tiền đó để cho anh trong thời gian làm nhà anh có thể là dùng số tiền đó để đi mua thức ăn. Đấy, nhờ anh em cũng như là mua thức ăn cho anh em thợ ở đây. Cô Tuyết. Cô Tuyết à? Cô Tuyết thì vừa rồi cũng giúp gia đình nhà anh là 18.300.000 đấy.
Đấy. Là văn can các với cô Tuyết thôi. Đấy, cô Tuyết ở bên Mỹ. Em thì như thế là can với bọn nó rồi. Nhưng mà anh bây giờ anh hoàn cảnh có là cảm ơn với cô Tuyết rồi. Xin cảm ơn. Anh Lùng dạo này gầy quá anh Lùng ạ, chịu khó ăn uống vào. Chắc là nó lo nhiều quá. Em xin ơi, dạ. Em về đây lấy tiền giúp anh đi. Kiểu là trời mưa quá thì em nghĩ là làm... Đếm giúp anh 2.310.000. 2.310.000. Ừ. Tiền lẻ ở bên dưới, em lần lên lấy tiền lẻ bên dưới. Mười nghìn đấy. Hai triệu ba trăm mười. Đây, anh Lùng đếm giúp em. Đấy, anh đếm đi. Qua đây thì chúng xin được cảm ơn cô Tuyết. Cô ấy luôn quan tâm và giúp đỡ gia đình nhà anh Lùng. Chúng chúc cô với gia đình luôn vui vẻ, mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn, luôn thành công trong cuộc sống. Thôi anh Lùng cất đi. Đấy. Xin cả nhá. Ừ. Này, cất đi. Ôi, các cô chị nhá. Thời gian tới là cũng chỉ có chuyển cắt chát thôi nhỉ anh Lùng nhỉ? Vâng, chỉ có cầm mấy cắt chát thôi. Cắt chát với là chuyển đồ lên để làm mái thôi. Cắt xe này sau này là nhờ anh em chuyển hết rồi. Đá vẫn thừa nhiều này. Đá thì... Gạch thì nhà chắc cũng không thiếu bao nhiêu rồi nhỉ? Em xin nhỉ? Nhưng sắp hết rồi. Gạch cũng sắp hết à? Hình như chỉ rơi vào tầm 500 viên nữa thôi. 500 viên à? Có thiếu thì thiếu ít rồi. Ừ. Ừ. Anh dùng số tiền đó để mua thức ăn. Đấy, mà anh đừng có mua một lúc nhiều quá. Anh Lùng mà anh chia đều ra. Đấy, mỗi ngày anh mua tầm khoảng mấy lạng đến một cân thôi. Anh mua cho em sinh như này. Với lại gia đình anh. Đấy, bởi vì anh mua nhiều lên ý, ăn một bữa thì lại hết rồi. Đấy, mình phải tiết kiệm anh ạ. Vâng. Gia đình em cũng thế thôi. Đấy, mình mua từng ít một. Đấy, để mình về mình có thể làm cùng với lại xào cùng với rau xanh đúng không? Đấy. Mình mua một lúc nhiều quá thì nhà anh lại không có tủ lạnh nữa thì để nó không được lâu. Càng ngày càng mưa to này. Ê, thế tối nay là ngủ đây luôn chứ? Anh? Này chắc là... Đây luôn này như nào? Đây là phải làm hộ 2-3 hôm. Bởi vì không ai hộ mà anh Lùng... Anh Lùng cũng đang buồn quá. Hộ anh Lùng làm mấy hôm. Anh em thì giúp đỡ lẫn nhau thôi. Vâng, anh ạ. Thời gian này gia đình nhà anh Lùng cũng được anh em với bên hàng xóm cả bên đoàn ở trong bản thì đến giúp cũng rất là nhiều thôi. Chủ yếu là em sinh, em đấy là làm nhà, là nhận trách nhiệm, là nhận cái bản vẽ của Trung giao cho em đấy. Em đấy với lại em Su sẽ làm ngôi nhà, mà em sinh này rất là chịu khó làm rất là nhanh. Một lần nữa thì chúng cũng rất là cảm ơn em đấy.
trong thời gian vừa qua thì trời rất là nắng, nóng như vậy em ấy cũng đi làm rất là sớm và nghỉ muộn, cho nên là tiến độ nhà anh Lùng hôm nay nữa là ngày thứ 12 nhỉ, đúng không? Hôm nay nữa ngày thứ 12 mà chuẩn bị là thu nóc rồi, rất là nhanh. Đấy, em Su là cũng vừa mới đến xây được hai buổi là 2 ngày đúng không? 3 ngày rồi à? Hôm nay là 3 ngày. Nhưng mà trời mưa quá, làm tí lại xuống giáo thôi. Đấy, làm chút là xuống giáo rồi. Làm chút là xuống giáo rồi. Trời này may cho anh Lùng là trong thời gian vừa rồi là nó chưa mưa, mình cũng xây được rất là nhiều rồi. Đấy, rất là may cho anh. Trong thời gian qua ấy, mà đang làm móng mà mưa tầm khoảng tuần thì hơn tuần thì lại phải nghỉ nhỉ. Mọi người rót nước, đi. Nước này sớm nay đi lấy ở tháp ấy. Gà nhánh Lùng đây à? Gà to nhỉ? Còn gà trống đen. Nhà anh Lùng. Trời mưa như vậy là không biết xây à. Nhà anh Lùng mà trời tạnh ấy, như ngày hôm qua với ngày hôm nay nữa là có thể xây là thu nóc rồi. Đấy, trời mưa như vậy là anh em không biết xây. Anh Lùng cũng vừa mới chuyển đất cho vào nền dân ấy. Em xin xây rất là nhanh. Đi đâu em? Em xem gạch còn nhiều ít. Gạch còn từng đấy nữa à? Xi măng còn từng này nữa à? Mình xây này này nó không tốn xi măng mấy. Gạch còn từng này nữa, chắc là chúng phải trở lên vài trăm nữa thì mới đủ được để thu nóc. Uống nước đi em xin ơi. Anh Lùng nước đi. Anh uống nước đi. Anh tên gì nhỉ? Hồng. Hùng à? Hồng. Hồng à? Anh Hồng. Anh Hồng này là có mấy cháu rồi anh? À, 2 trai 1 gái. 2 trai 1 gái à? Đấy, 3 cháu. Hôm nào em với anh Lùng lên trên quần bạn chơi một chuyến nhà anh Lùng nhỉ? Hôm nào xuống nhà em chơi nhá. Anh, với lại chị xuống. Đấy. Với lại cả em Sinh, em Su nữa chắc chưa vào nhà anh lần nào nhỉ? Chưa đến nhà chỗ nào. Đấy. Điện thoại của em Sinh ấy. Bây giờ rất là tiện, chúng gọi em đấy thoải mái thôi, không như trước nữa. Trước thì gọi toàn thuê bao. Với anh Lùng mỗi lần đi lên trên nhà em Sinh là cả một vấn đề, nhất là vào mùa mưa này. Vào mùa mưa này nếu mà lên nhà em Sinh xe ga chắc là phải để dưới này đi bộ lên đúng không? Đường đấy rất là trơn. Những điện thoại này là điện thoại của anh Lùng à?
FPT này, FPT này vừa rồi em mua cho em Sinh này. Đấy, trời vẫn đang mưa đây. Mưa như này, mưa rất là lâu, mưa dai. Mưa như này tiến độ lại bị chậm lại rồi. Mọi người không biết xây. Lúc nãy vừa xây xong ở đây này, lại phải che lại rồi. Mưa từ chiều hôm qua. Nhưng mà hai ngày hôm nay không mưa thì đã được thu hồi nóc rồi. Bên này là hai phòng ngủ đây. Xây đến tầm này bắt đầu thu nóc ở hai đầu hồi. Chỉ xây nốt chỗ này lên, với lại xây nốt chỗ kia, với lại xây chỗ này lên nữa là thu nóc. Đấy. Với chiều cao tầm khoảng độ 3m2 cho đến 3m5 là thoải mái thôi. Bởi vì làm nhà thấp quá thì rất là bí, làm cao cho nó thoáng, thoải mái. Ý nữa là làm nhà bếp ở bên cạnh này luôn, đẩy nhà bếp này vào. Đấy, xong láng lên thì rất là đẹp. Còn nhà vệ sinh, nhà tắm thì có thể là làm ở bên kia. Để làm chỗ nào và như nào cho nó hợp lý. Nhà anh Lùng, lúc nào mới ăn dằm anh Lùng? Ôi giời, anh thì bây giờ đã làm nhà này thì không có cái gì ăn dằm nữa. Đấy thế được rồi. Bây giờ người ta ăn gà ăn như, nhưng mà mình không có, Ngày hôm qua em cũng vừa mới đi sang nhà anh Tỏa ăn dăm đấy. Nhà nó làm ấy xong từ cuối năm. Đây, xong là tiện thể anh ấy cũng làm dăm luôn. Nó tiện thể là nó làm ấy xong từ cuối năm thì nó làm dăm luôn. Phong tục đấy là mỗi một năm là có một lần à? À, một năm có một lần. Anh thì vẫn tháng 8, 18 tháng 8 là anh cũng phải làm á. 18 tháng 7. 17 tháng 8 hay là 18 tháng 8? 18 tháng 8 là sớm một ngày. Thế là ai là cũng phải làm là như nào? Do họ thôi. Do họ đấy. Mỗi họ là mỗi khác à? Vâng. Kia là họ con cháu rể kia là nó là họ Lý, là nó làm 17 tháng 10 mấy. Sớm hơn một tháng. Lấy lắm 1 tháng 1 tháng. Anh Lùng đang đào đất ở bên cạnh này anh? Vâng, đang đào cho vào bên này. Anh cứ đào bên cạnh này cho em nhé. Trời mưa quá này, không đào được. Không bảo lúc nào tạnh ấy. Mà chuyển thì anh cứ đào ở bên cạnh này, với đào ở góc bên trên này. Sáng nay đào một buổi, không, lúc nay đào một ít rồi, nhưng mà chưa ăn mưa. Để ít nữa là mình có thể là dịch bếp này vào trong kia một chút. Cho nó khuôn với nhà ấy, cho nó đẹp. Dịch cái này là sáng nay làm cái nhà bếp thì cho nó vào trong bằng cái nhà. Còn nền nhà anh thì cứ cho đất vào tôn lên cao lên. Bởi vì nhà anh bây giờ là tường cũng cao mà. Với lại tường xây gạch nằm này rất là chắc rồi. Cho cao lên mới thoáng, nhìn nhà mới đẹp nhà em Sinh nha. Nhà lại thấp tè, nhìn nó xấu. Xong với lại là ít nữa là đến lúc mà vào mùa mưa ấy, nó hay bị ngập, nước hay bị hắt vào ấy, đúng không? Thôi mọi người cứ ngồi nhá. Trời này vẫn đang mưa này, chắc là không biết xây rồi. Để đi xem tỉnh mưa xây lại gạch lắm à. Ướp quá lại rồi xuống hết. À, gạch đấy. Anh hôm qua
anh che vào thì tốt rồi, gạch bi ấy, anh che vào để cho nó khô. Đấy, lúc mình xây nó dễ, gạch bi ướt thì xây nó cũng rất là khó. Xong mình cầm nó cũng trơn. Thôi em đi về nhá. Anh Hồng ngồi chơi sau nhanh nhá. Đấy, giúp anh Lùng sau nhá. Em đi mà. Ui, em lại có việc rồi. Em đi về nhà còn nhiều việc lắm. Em đi về nhà này tí nữa lại chở vật liệu ở gần nhà em kia một chuyến nữa. Và ở dưới đấy họ cũng đang xây nhà. Chuẩn bị hết vật liệu rồi. Em tranh thủ lên để gửi lại cũng như là trao cái số tiền của cô Tuyết để gửi cho gia đình nhà anh Lung. Thôi, buổi chế nhá. Chào cả nhà nhá. Nhá. Anh về nhá, Sinh ơi. Em Xu nhá. Đấy, trời tạnh hơn chút rồi. Tạnh thì đảo vứa, đảo ít thôi anh Lung ạ. Vâng, đảo ít thôi. Còn nhiều quá lại, lúc nay em định đảo nhưng mà lại mưa quá, không đảo thì em bỏ đấy. Đảo mỗi lần một nửa bao thôi. Trời sắp mưa đấy. Nếu mà cứ sấm như này thì tóm lại là không nên đảo đâu anh ạ. Trời tạnh nhưng mà vẫn sấm này, sợ mưa. Trời mưa cái ngọn đu đủ người tốt này. Mỗi lần chở hẳn một bao to này luôn hả anh Lùng? Hai bao, ba bao đấy. Hai bao, ba một à? À, thế sáng nay còn có ai giúp không? Hay là chỉ có từng ngày thôi? À, sáng nay có 7-8 người nữa cả. Đến đây lại trơn quá, lại trơn quá, lại 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 đến đây là xe không vào được. Lại bỏ mấy bao đấy. Khổ rồi, cho vào sóng được mà. Trơn quá. Trời mưa ấy. Nhất là xi măng này phải che kỹ vào anh ạ. Thôi em đi về nhá. Ừ, không có gì đâu. Nhà anh Sùng Páo thì chắc lại đi làm nhỉ? Thấy đóng cửa này. Nhà chú đấy toàn đi làm nương ở tít trong kia à? À, lại có lều ở trong đấy à? Có nuôi gì không? Nó không nuôi gì đâu, nó trong nương. Chỉ có đi thỉnh thoảng đi có mấy con gà trong đấy lại thỉnh thoảng nó đi làm nương thì nó chỉ có che nắng linh tinh rồi. Có phải là chỗ thung lũng 17 phải không? Đúng rồi đấy. À, thung lũng 17 ấy, trong đấy rộng lắm. Vâng, đúng. Thỉnh thoảng nó đi vào đây thì che nắng thì nó lại đi vào trong đấy. Hôm nào em lên thì cũng chỉ thấy con bò, chả có ai ở nhà. Chúng cũng chuẩn bị đi về thôi. Chúng về còn đi chở một chuyến hàng nữa. Đấy. Chúng cũng xin được kết thúc video của chúng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác, anh chị và mọi người ở những video tiếp theo. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình.